Thưa quý vị và các bạn, việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng là rất cần thiết, vừa để làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, vừa bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút đầu tư vào địa bàn. Trong chương trình thời sự tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi để làm nhà lều quán trên địa bàn huyện Tiên Lữ đang có chiều hướng gia tăng, vi phạm nghiêm trọng kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tình trạng trên không chỉ gây ách tắc và thu hẹp dòng chảy các công trình thủy lợi, mà còn ảnh hưởng đến năng lực phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai tại địa phương. Trên địa bàn huyện Tiên Lữ hiện có 11 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi, nhiều nhất tại xã Đức Thắng với 7 trường hợp. Từ đầu năm 2021 đến nay, có 4 trường hợp phát sinh mới. Một số trường hợp đã bị lập biên bản nhưng chưa thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm, như hộ ông Đào Thành Trung, xã Thủ Sĩ, lấn chiếm 35m chiều dài lòng sông Lê Như Hổ, bà Đặng Thị Sáu ở xã Đức Thắng, lấn chiếm hơn 40m2 sông T1. Để thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị huyện Tiên Lữ chỉ đạo các cơ quan chức năng và cấp chính quyền cơ sở xử lý dứt điểm vi phạm, đặc biệt có giải pháp ngăn chặn không để phát sinh vi phạm mới.